quý vị, tính đến ngày 2 tháng 10 năm 2023, Việt Nam đã ghi nhận 5 ca mắc đậu mùa khỉ. Trong đó, riêng thành phố Hồ Chí Minh đã là 4 ca, mà có 2 trường hợp là các ca bệnh nội địa, tức là chưa ghi nhận yếu tố tiếp xúc người nước ngoài hoặc đi nước ngoài trong thời gian gần. Đa số các ca bệnh đậu mùa khỉ nội địa này có những triệu chứng nghi mắc rồi đi khám, sau đó cho kết quả dương tính và cách ly điều trị. Vậy những triệu chứng đó là gì? Hay trường hợp nào được xem là nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ? Mời quý vị theo dõi những thông tin sau. Bác sĩ Võ Thị Huỳnh Nga là bác sĩ chuyên khoa bột, trưởng khoa nội tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, đậu mùa khỉ là một bệnh có họ hàng với bệnh đậu mùa do virus gây ra. Biểu hiện bệnh có thể khác nhau tùy thuộc vào từng giai đoạn bệnh, nhưng thường gặp nhất là sốt, đau đầu, đau cơ, đau lưng, sưng hạch, bạch huyết, ớn lạnh, mệt mỏi, phát ban, có thể nhìn giống như mụn nước xuất hiện trên mặt, bên trong miệng hoặc ở các bộ phận khác của cơ thể như bàn tay, bàn chân, ngực, bộ phận sinh dục hoặc hậu môn. Bệnh đậu mùa khỉ lây lan do tiếp xúc gần với người có triệu chứng. Nốt ban, dịch cơ thể như dịch, mủ hoặc máu từ tổn thương trên da và vảy đặc biệt có nguy cơ làm lây nhiễm. Quần áo, ga gối, khăn mặt hoặc vật dụng khác như dụng cụ ăn, bát đĩa bị nhiễm virus do tiếp xúc với người nhiễm bệnh cũng có thể làm lây bệnh cho người khác. Các yếu tố được xem là nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trường hợp được xem là nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ khi có phát ban cấp tính dạng mụn nước hoặc mụn mủ và không giải thích được bằng các bệnh phát ban phổ biến khác như thủy đậu, sởi, nhiễm trùng da do vi khuẩn, lậu, giang mai. Có một trong nhiều triệu chứng sau: đau đầu, sốt trên 38,5 độ, nổi hạch, sưng hạch, bạch huyết, đau cơ, đau lưng, đau nhức cơ thể, mệt mỏi. Và có một trong các yếu tố dịch tễ sau: trong vòng 21 ngày trước khi khởi phát triệu chứng có tiếp xúc với người bệnh, được xác định hoặc người bệnh nghi ngờ thông qua tiếp xúc trực tiếp với da hoặc tổn thương da, bao gồm cả quan hệ tình dục hoặc tiếp xúc với các vật dụng bị ô nhiễm như quần áo, giường, đồ dùng cá nhân của người bệnh, trong vòng 21 ngày trước khi khởi phát triệu chứng có quan hệ với nhiều bạn tình. Sở Y tế khuyến cáo những trường hợp có dấu hiệu và yếu tố dịch tễ như vừa nêu cần đến cơ sở y tế để được thăm khám. Cần làm gì nếu nghi ngờ mắc bệnh? Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, nếu nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ, hãy khai báo với trạm y tế hoặc đến các cơ sở khám chữa bệnh, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người khác, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách từ 2 mét trở lên khi tiếp xúc nếu cần thiết. Không ăn uống chung, ngủ chung, bao gồm cả quan hệ tình dục với người khác. Sử dụng riêng các vật dụng, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, thông báo cho những người tiếp xúc gần biết để tự theo dõi sức khỏe và liên hệ cơ sở y tế ngay khi có triệu chứng nghi ngờ. Xác định mắc bệnh bằng cách nào? Bệnh nhân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm tại các tổn thương trên da. Trường hợp bệnh xác định khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus đậu mùa khỉ bằng kỹ thuật real-time PCR và hoặc giải trình tự gen. Nếu được chẩn đoán xác định mắc bệnh thì sẽ thực hiện điều trị cách ly tối thiểu 14 ngày và phải hết các triệu chứng bệnh. Ví dụ như không xuất hiện tổn thương trên da mới, tối thiểu 48 giờ và các sang thương đã đóng vảy khô. Hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về căn bệnh đậu mùa khỉ cũng như cách phòng tránh bệnh này. Những thông tin cập nhật về tình hình bệnh đậu mùa khỉ chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn và trên kênh YouTube TikTok Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bật nút chuông và đón theo dõi.